lại về tiếp được thêm hai con PMX2000 cho các bác đấy. Cái dòng này thì trong tháng vừa qua quý vị con được gần 20 con rồi. Chắc hai con này như hai con này là hết rồi bạn, không còn nữa. Với cái dòng PMX2000 này các bác đã biết trên kênh trong tháng vừa qua em giao chào cho các bác rồi. Rất nhiều bác lấy rồi. Nó phải tầm khoảng 16 17 con này. Thì trong cách 2-3 ngày đã hết, hôm nay lại về tiếp đây. Có bác nào gọi em ngày hôm qua nhé, hôm qua một hai bác gọi hỏi tiếp cái mã này em báo hết đấy, nên về đây về tiếp đấy. Em vừa cui cho bác được hai con này, một con em quay trước, một con em quay sau cho tiện luôn này. Đây mặt trước của nó vào đây. Dòng MX2000 này, con này được sản xuất theo tuyển Berlin nhé. Đây tuyển linh của nó đây. Con Euro PMX2000, con này 500W, 500W chuyển kháng từ 4 đến 8 ohm. Em quay cho các bác nhìn này, giải điện của nó chạy 230V đến 240V. Con này quý vị có thể chạy được tất cả các thể loại nhỉ, các thể loại trên dàn điều khiển của nó đây các bác nhìn này. Nó gồm có chỉnh cho hai vế độc lập này, EQ của hai vế loa nhé, led này. Đây là chỉnh EQ chỉnh cho hai vế độc lập, được chưa? Cần gạt EQ chỉnh cho hai vế độc lập luôn ạ. Cần gạt này để chỉnh chi tiết cho từng nốt nhạc luôn cho bác này, được chưa? Hai vế độc lập. Ngoài ra thì các cột này nó gióng theo từng đường. Ví dụ như bác muốn chỉnh cái đường mic này thì bác gióng theo cột này cho em, chỉnh theo cột này. Đấy. Đối với con này thì phải nói luôn là nó tổng hợp tất cả trong một. Quý vị có thể cắm hát karaoke rồi làm sân khấu sự kiện rồi đàn octan, đàn guitar vân vân, cắm được hết, cái gì cũng chơi được với con này. Này các chế độ của nó thì lấy cái bảng các chế độ đấy. Đây, được chưa? 2 kênh nhân 250W là 500W mà. Đấy. Bảng các chế độ của nó đấy. Đây con này báo đồng hồ số nhé. Đồng hồ số luôn, 24 bit. bit 646KHz. Đây là live monitor. Hai cổng. Các bác nhìn nhá. Thoải mái các cổng ăn chơi cho các bác, có thích cổng gì cũng có luôn. Các chế độ luôn. Con này em đã báo trên kênh là 6.9 triệu đấy, nhưng trong thời gian qua thì cũng vận dụng theo cái chương trình xả hàng của em để em đang làm cái cửa hàng điện máy đấy. Thì em vẫn giảm cho các bác còn 6 triệu đấy, chứ không phải ghi giá nữa. Giá thì các bác biết hết rồi, giới thiệu về cái dòng này quá nhiều rồi và các bác lấy rất là nhiều rồi, nên là nói luôn như vậy. Con này trên kênh trước 69 thì vẫn giảm theo cho chương trình của bác, các bác là còn 6 triệu được chưa. Hàng thì đẹp, tất cả xung quanh bọc vỏ da bọc nỉ hết, được kê góc rất là linh. Đấy. Còn bên đây là đôi loa Sansui SP2500, mức giá 9.9 triệu. Đã có clip test, đã có clip cui hàng cho bác rồi. Bác cần thiết em gửi, cần chi tiết em gửi chi tiết clip cui hàng cho. Mức giá 9.9 triệu. Còn bên cạnh đây nữa đó là đôi con súp này các em còn chưa còn lau. Con súp này súp Yamaha, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Lau đi cái hết các bác để. Đấy lau cái sạch này, chưa lau. Con này chạy điện 100V. Em đang có hai con, một con điện chạy điện 100V, một con điện chạy điện 220 sản xuất. Mã model giống hệt nhau. Nó là Yamaha để em lau cho. Lau đi, lau xúc bút đi các em. Này. STISTW500, con này chạy điện 100 nhé. Con này thì không hay không lấy tiền. Con này nó quá hay rồi, quá nổi tiếng. Con này lau dọn đi đẹp, đen bóng luôn. Em chưa lau đâu các bạn, nhìn này các bạn nhìn em bảo là chưa lau là lau. Vừa bóc ra em để đây luôn. Hàng chưa lau. Con này là trước trên kênh là 7.9 triệu. 7.9 triệu các bác, cứ bác nào theo dõi thì biết rồi, 7.9 triệu. Vẫn giảm theo chương trình còn 6.9 triệu. Con Yamaha này. Con này không hay không lấy tiền cho các bác.